nay ít người làm thế này thưa anh. Xin chào tất cả các bác nhá, đã quay trở lại với kênh của mình. Giờ thì Thắng lại đang có mặt tại bản Dâng đây. Ôi, hai anh em chở cái quà của bác Lương để đằng trước xe mà nó hơi vướng. Cái thùng quà của bác Lương, bác cho bánh kẹo với cả đồ cho bản Dâng. Chào các anh em nhá. Vâng. Rồi, đang lắp cốt pha, đổ rầm, mố hạ nhịp hai. Rồi chuẩn bị đi anh ơi. Wow. Đây là cái quà của bác Lương đấy, anh Quỳnh anh nhấc ra để cho mọi bác Lương bác mình biết. Đây, tại sao nó bong ra hôm đấy là nó đã bong rồi nhá, hôm đấy bảo là ông là bác anh Thắng là anh nghe ấy ra. Đấy. Đây là tất cả đồ đạc bánh kẹo của bác Lương nó vẫn còn đây. Đấy, dưới này là có đường nữa. Đây. Đường dưới này là cho bà con pha uống. Còn đây là bánh. Đấy, cho bà con ăn. Đấy, tất cả cái này là để làm đường. Đấy. Và được nhận thêm là tổng là 23 triệu. Đấy. 23 triệu là của cô Linh Trong, còn đâu là nhận tiếp cái số tiền mà của bác Lương này là hôm đấy bác có đưa cho Thắng là 2 triệu. Đấy. Giờ thì lên cầu nhá. Chào các cô các chị nhá. Vâng. Cầu bản Dâng nhịp 2. Cô Linh Trong sẽ chuyển cho Thắng là 23 triệu thì 3 triệu là để cho bà con hôm nay đổ nhịp 2 này là ăn cơm trưa. Đấy. Còn đâu là 10 triệu là làm đường trên cái tuyến đường này đi. Đấy, là mua xi 50 tấn xi và 10 triệu là bổ sung để vào làm cầu này. Đấy. Đẹp chưa? Đây là đang ghép cốt pha và dầm cầu. Này ít quân thôi nhỉ. Cố gắng sao là anh em là triển khai được cho là thứ bảy để đổ, sáng chủ nhật đổ. À. Sáng chủ nhật đấy. Hôm nay thứ tư. Thoải mái thì okay. Chắc chắn nhá. Sáng không mình đi về lại đổ mái nhà ở Tuyên Quang. Mình là nhà mình đang đổ tầng 1 cũng phải về. Nhà mình cũng đang xây nhưng mà là mang tiếng là xây nhà ở quê nhưng mà không có thời gian để về. Từ hôm đổ móng về được một lần và đến thứ bảy đến hôm nay đổ mái tầng 1 cũng về được một lần. Chưa biết cái hình thù nó ra làm sao. Hay nhà phúc của mới chứ nhỉ. Tí buộc một cái thép vào cái chỗ chân vô xong rồi. Phải đi sang bên này quay gần hơn. Ô rồi anh em nghỉ giải lao 10 phút đã. Xong tiếp tục. Nóng quá. Lao từ 2 giờ 15 đến giờ rồi. Này đúng rồi. Tốt mà. Đang một tốt lẻ hơn là hơn. Mà nóng táo lò. Anh Quỳnh ơi. Anh lấy bánh cho anh em ăn kìa. Cái này chỗ này có không nhỉ? Có mưa ấy sang không nhỉ? Phải mua chỉ một cái giữa kia thôi bảo anh. À. Anh Cảnh ấy, hôm nọ buộc cái sắt ấy thì có bác kỹ sư bác cái điện bảo là
Cái thanh thép mà thanh mà nó nằm ngang này thì phải là ở nằm ở dưới. Ờ. À. Đấy. Không phải. Người ta bảo là ngắn ở dưới, có nghĩa là cái đấy nó chịu được nhiều nhất thì nó phải đặt ở dưới. Theo cái chiều võng này, như bây giờ cả một cái cây tre này mà đặt ở ở dưới này, mà cái thanh ngang mà đặt ở trên này nó sẽ yếu hơn là cả một cái hàng ngang này đặt ở dưới trước. Cái đấy mới là cái chịu lực. Ngắn dưới, dài trên. Có nghĩa là hai lớp. Cái cầu bên này ra qua được bên kia. Bắt trống tìm ra này. Cái lớp dưới là cái dọc này là ở dưới rồi, cái dài. Ở dưới, cái thanh ngang này là ở trên. Xong là cái lớp trên thì cái thanh ngang này nó lại là ở dưới. Cái dọc theo cầu này là ở trên. Không phải, em chỉ biết là đấy họ bảo là sắt ngắn ấy, cái ngắn thì bao giờ là cũng phải nằm dưới, còn cái dài à, cái dài thì nằm trên. Đấy các bác cái gọi như vậy. Vẫn nằm dưới mà. Thế à? Ừ, vẫn nằm dưới mà. Nằm dưới hết mà. Ờ. À. Chỉ có ở dưới là những cái thanh dài là có nghĩa là hai lớp sắt, thì cái lớp sắt ở dưới ấy thì là những cái thanh dọc này là nó nằm ở dưới. Ờ. À. Còn cái lớp ngang thì nó nằm ở trên. Ờ. À. Còn cái lớp trên thì nó lại ngược lại. Ờ. À. Sợ ông đi nguy hiểm đấy. Đình đấy. Đã có trống đâu mà đi thế. Hả? Ui. Chưa có trống đâu. Đấy, cầu Bản Dâng tiếp tục này được thi công tiếp nhé. Thằng này phải sang bên kia. Vừa sang đây cái bà con lại bảo nghỉ dài lắm. À, cô Linh Trong thì cô vẫn gửi 3 triệu là để cái hôm chủ nhật này là cho bà con ăn cơm buổi trưa khi đổ cái nhịp 2 này. Đấy. Đổ nhịp 2 này thì cô Linh Trong cô ấy bảo thích bà con là ăn uống. Đấy, tổng cái 2 nhịp này là dài 14 mét nhé. Đấy, các bác xem mà ở trong video thì là 2 cái nhịp cầu này nó là mỗi nhịp là 7 mét. Đấy, tính cả 2 cái đầu mấu cầu này. Mà còn tính cả cái đoạn đường mà chạy từ đây lên cái ấy này, lên cầu này thì nó rơi vào khoảng tổng là hơn 50 mét. Đấy. Thì những cái này đều sau phải làm là trụ lan can hết. Đấy. Cầu đây thì không có một cái công ty hay là một cái gì đấu thầu cái thứ hết. Là nhận bản thiết kế từ phòng kinh tế hạ tầng về và bà con tự triển khai và làm thì các bác biết rồi. Từ đầu đến giờ, từ cái cây trống bà con cũng đóng góp. Đây là cây trống này, rồi là chỉ mua mỗi sắt này và xi này và đá, những cái đá xanh kia thì phải mua này, đá mùa thai kia thì mua này, rồi là cái ván gỗ ép này này để đóng dầm cầu à. Đấy. Là bà con phải mua thôi, còn đâu là hạn chế mức tối đa, tại vì là kinh phí có hạn, tại vì bà con lại còn khi đắp cái lan trong cái bản thiết kế thì cái cánh gà này nó chỉ có 5 mét thôi ra đến đây. Đấy. Nhưng mà thực tế thì bà con phải bỏ rất nhiều công lên để đắp vào hai cái mấu cầu để lên. Ừ. Sao đấy ạ? Chia sẻ gì ạ? Chia sẻ chơi á? Chia sẻ chị á? Hả? Chị như nào mà chia sẻ? Hả? Chị như nào mà chia sẻ? Hả? Thế bảo là có thời gian chia sẻ thì chị phải bảo chứ, có cái gì mà thời gian chia sẻ nào, chị muốn chia sẻ cái gì?
Thôi để hôm nào chia sẻ sau. Thế à? Thế để hôm nào chia sẻ sau à? Vâng. Chia sẻ vấn đề gì? Gia đình à? Vâng. Gia đình à? Vâng. Gia đình hay là... Cháu. Làm cầu. Cháu á? Vâng. Cháu của chị á? Vâng. Ở đâu? Nhà đâu? Ở thôn này á? Vâng. Bị làm sao? Vâng. Vâng. Để hôm nào chia sẻ đây, đang chia sẻ cầu. À, vâng. Chị đi đi. Các em đi thế này, ví dụ có đi thăm những người trẻ em bị... không bố không mẹ kiểu đấy không? À mồ côi à? Không phải mồ côi, ừ, cũng giống giống mồ côi, ông bà ngoại chết hết, xong là bố đẻ chết, xong là bà nội chết, xong mẹ lại đi lấy chồng khác rồi vứt cho bà cụ, thế là gia đình ấy không tải được, rồi vứt được cho chị. Chị bây giờ vẫn đang không, chị là không có hái được cháu rồi, có tải được nội không? Thế à? Nhưng mà các em có nghĩa là bố mẹ bố chết. Bà ông chết. Bà chết, ừ, ông bà ngoại chết. Thế xong vứt lại cho một bà cụ già, ừ, bà cụ già không nuôi được nữa. Bà cụ già là đưa cho con trai út nuôi, con trai út là có hai đứa đấy bé không nuôi được. Nó gọi đây bằng cụ rồi. Gọi con chị á? Ừ, con cháu của chị gái. Thế à? Thương lắm. Ừ. Bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Mấy đứa? Một. Một đứa 8 tuổi. Ừ. Học lớp mấy rồi? Lớp 1, kiểu nó mẹ đi lắc đác thế này không được học, nó vừa mới vào lớp 1. Thế mẹ bây giờ bỏ đi đâu à? Bỏ ở trên Bắc Mê, chả biết ở đâu. Đi lấy chồng khác rồi à? Ừ. Bỏ lại à? Bỏ đi lâu chưa? Bỏ đi rồi à? Lại có một đứa cháu bé tí được 2 tuổi chắc là bỏ đi rồi à? Con này nó vứt con từ lúc 2 tuổi. Thế à? Đi à. Đâu đi xuống đây họ bảo gì? Được rồi, chị đi cho họ đi đường. Đang đi xúc cá. À. Thế chào chị nhá, chị đi hôm nào chia sẻ sau. Chào cô giáo. Vâng, cô giáo đi đường ngày bao nhiêu năm rồi? Năm ngoái thì đi ở điểm ngoài kia, năm nay lại đi vào điểm này. Năm nay được đi điểm này đầu tiên à? Ừ. Có nghĩa là chị đã chứng kiến được cảnh lũ này bao giờ chưa? Cảnh lũ thì chưa được chứng kiến, nhưng mà mọi khi cứ như năm ngoái cái cô kia ở đây, năm Huyến kia ở đây nè. Năm ngoái là các cô đi đến ngoài thông còn kia là mưa lũ là các cô dừng lại ở ngoài kia. Là không gọi vào cho được. Trưởng thôn, ừ, xong gọi báo cáo hiệu trưởng là các chị không vào trường được. Thế như à? Là lũ suối từ ngoài kia cũng lũ, đây cũng lũ. Từ cái cầu thăm còn đấy. Đấy, từ à, thế năm nay thì còn. Là có hai cầu rồi. Ừ. Cầu thăm còn đã được làm rồi và cầu này làm rồi. Ừ. Năm nay thì chắc chắn là các chị nó sẽ không bao giờ có cơ hội báo hiệu trưởng là... Nhưng mà cái đoạn ngoài kia kìa em kìa. Đoạn nào? Đoạn hết đường bê tông vào cái chỗ suối đầu tiên kia, cái chỗ đó. À, có một cái cầu cũ kia gì? Ờ, cầu cũ kia đấy, chính đến chỗ đấy là các chị không đi được nữa đấy. Nhưng mà bây giờ cái đấy là vẫn có cầu thì làm sao mà sửa được đấy, cầu của nhà nước. Đấy, nhưng cầu mà nhà nước không phải cầu em làm. Nhưng, à. Nhưng mà vậy là ý là nhà nước cũng hỗ trợ dân thì làm cái cầu kia này đi nó thuận tiện hơn. À cầu đấy bây giờ cũng cần phải sửa à? Đấy. Thế là trước là chị điểm ngoài đấy à? Tham còn à? Tham còn. Thế là năm nay chị chuyển vào đây? Ừ, năm nay chị lại vào đây. À vâng. Thế còn cái cầu tham còn thì đã được làm rồi. Mấy hôm nữa thì cả cái đoạn đường này cũng được làm. Ừ. Vâng, cũng đã xin đủ xi rồi, 50 tấn rồi. Đấy, thì mấy hôm nữa thì sẽ bàn giao lại cho anh Quỳnh. Vâng. Các cô giáo là khắc phục, bây giờ lương của chị có cao không? Lương của chị đủ sinh hoạt hai mẹ con thôi. Đủ sinh hoạt hai mẹ con à? Ừ. À chị năm nay bao tuổi rồi? Chị năm nay 49 à? 49 à? À. Cố mấy năm nữa là nghỉ. Vâng vâng. Cô giáo ở trong này đi vất vả. Vất vả. Vâng. Hai hôm nay trời nắng thì chị đi như này thôi, còn những hôm kia chị tiền cô giáo đi lên lớp còn đi ủng. Toàn đi ủng à? Đi đến đây thì mới tháo ủng ra, mới đi giày mà... đi dép được ở trong lớp. Đường này đường đi, em nói thật với cả chị nhá, chị mà công tác cái đoạn đường này mà 5 năm mà chưa được làm đấy. Xe chị sẽ hỏng đấy. Ơ chả hỏng, năm nào hết năm là chị lại bắt đầu đi tại tu lại xe mà lại tu được. Tại tu lại xong lại chuẩn bị, cứ năm nào mới chuẩn bị đi làm, nghỉ hè xong chuẩn bị đi làm. Đấy thế nên là chẳng có cái bản nào mà bảo khi làm cầu văn mà bản ấy đã đóng được tiền đến 120 triệu. Tại vì là họ cũng tính rồi, như anh Quỳnh bảo là một năm mà cứ phải đi tăng nhông xích mới sửa, nhông xích mới hỏng sửa xe thì thôi đóng ngay để làm cầu làm đường cho nhanh. Để xe nó đỡ để bị hỏng. Suối này thầy má phanh với thầy cuộn điện là cũng tương đối nhiều đấy. À suối này gì? Ừ. À. Phanh với cuộn điện. Đấy, lại đi đâu về lại gặp nhau ở đây tiếp. Đi màn xúc cá. À, cái màn xúc cá. Cô giáo này dạy cấp 1 à anh? Ừ, tiểu học. À. Lớp 2 ghép ở đây. Cấp 1, cấp 2 ghép ở đây à?
Cô này vừa dạy cấp 1 và cấp 2 luôn anh? Lớp 1, lớp 2 đây. À, lớp 1 và lớp 2. Đấy là thôn này, còn may là lớp 1, lớp 2 còn được ở tại đây. À. Còn như thôn thăm con, lớp 1, lớp 2 được vào trong kia hết. Thế à? Từ trong trường chính bán chú hết. Cái chị đúng không ạ? Chị có chia sẻ là chị đang phải nuôi một đứa cháu mồ côi à? Chị giáo viên lúc nãy chưa? Không, cái chị vừa nãy bảo đi lấy màn đấy. À, chị đấy là, đúng rồi, đứa cháu mồ côi đấy là ở thôn thăm con, xong là chị cũng liên quan đến con cháu một tí, xong là chị lấy về chị nuôi. Thế à? À, chị vừa nói bảo bố mẹ, bố chết rồi mẹ bỏ đi rồi đúng không? Thế là còn... gia đình thường lấy về nuôi, nhà cũng có mỗi một đứa con thì bây giờ điều kiện gia đình thế thì lấy về nuôi. Thế à? À. Anh em ăn bánh kẹo hết rồi à? Dạ. Cho xin một cái bánh của bác Lương cái xem nào. Bác này bác ở Hòa Bình nhá, bác gửi bánh kẹo cho các anh chị em nhá. Vâng. Sao đấy? Hả? Chú ăn với chín. À. Không thấy chủ ăn cơm. À. Chủ với chín. Cứ thế là ăn. Đấy, đây này, bánh đây. Bánh này là bánh gạo. À. Làm cái bánh của bác Lương hôm nọ bác ấy sang tận đây. À. À, bác gửi gà tiền để làm cầu nữa. Gửi gà bánh với gà đường. Đường kia thì phải bảo Mai, bảo trưởng thôn, cái tổ trưởng đúng nhất thì ai uống cái thứ thì phải pha. À. Đúng rồi. À, pha nước chanh uống. Ngon quá. Ừ. Thế thì gặp đấy. Như kiểu ở cái dầm kia hơi bị võng ấy nhỉ? Cái răng cái đang làm ấy phải không? Vâng, vẫn phải chỉnh ấy nhỉ? Cái này hôm nay là đổ 10 ngày rồi đấy đúng không anh Quỳnh? Nhịp 1 này này. 24. 24 đến 24. Tùy cao cho cái mặt cái nhuận. Còn ấy còn hết rồi. Cả rừng còn. Của nhà cháu chết rồi. Của nhà cháu mấy con nằm còn. Năm 6 con. Khi nào nó bê nó đã ăn như dế rồi mà. 3 triệu có đủ mua con lợn nhỉ anh Quỳnh nhỉ? 3 triệu á? Dạ. 3 triệu mua lợn bé bé. Lợn bao cân được nhỉ? Giá 50 đi. Giá 50 à? 60 cân. Đấy đang bảo là cái đổ nhịp 2 này, cái cô đây là em chuyển tiền luôn cho này. Tại vì là chắc là mai kia em về em đổ ấy kia nó đòi. Lấy một cháu đang bảo là nếu mà đến lúc làm cầu mà có lấy thì chủ nhật này đổ ấy thì ấy. Anh đếm hộ em đây cái 3 triệu. Lấy một phần thôi. Còn hắn một con thì đến đếm đếm hộ em ra 3 triệu. Nhà cháu cứ mổ bán ra bên mình lấy bao nhiêu lấy. Tính một nửa thôi. Lấy một nửa hay bao nhiêu lấy bao nhiêu lấy. Hay cơ đôi. Đây 1,5 triệu rồi, lấy chưa đủ. 2,5 triệu mà 3 triệu. À được 3 triệu đấy. Đủ 3 triệu chưa, 5 tờ à? Ông này lần đầu tiên ông đếm tiền. Đếm 5 triệu thì. Hôm nay nó bị đủ chưa? Đủ rồi, 3 triệu đấy. Đây anh Quỳnh này, em chuyển lại 3 triệu cho thôn này. Đây là anh ấy hộ em nhá. Cái này chuyển của cô Linh Trong. Linh Trọng. Linh Trong. Thay mặt bà con cảm ơn cô. Linh Trong đã giúp đỡ bà con về cái tiền để chi phí ăn uống cái hôm đổ nhịp 2. Nhịp 2. Đấy. Nhịp 2 này là được hỗ trợ là anh ấy thông báo những người làm ấy, không như hôm trước nhịp 1 có người họ lại về hay họ không biết. Đấy. Nên là thông báo để bà con thông báo trước các tổ đến lúc hôm đổ mình. Đấy. Các tổ trưởng nhắc quân của mình để đi ăn cơm.
Ừ. Hôm đấy vẫn vắng mấy người đấy. Đấy là cho bà con làm lao động vất vả rồi, mệt có miếng ăn thì không có nhiều, có ít thì thôi về ngồi chung nhau tí cho nó vui vẻ. Đấy. Hôm đấy đổ lại lại phải sắp xếp cho 11 rưỡi mình đổ. lần trước bị đói à? Không phải lần trước mất điện nhá, là em thuê cái đấy là không phải là 1,2 triệu đâu nhá anh Quỳnh nhá, thuê cái máy phát điện đấy. Lý do lại hơn. Mà, là thêm 700.000 nữa. Đấy, là 1,7 triệu là công chở từ thành phố vào. Sau hôm đấy hai thằng kia chở đi đến kia, à, cả anh kia nữa. Đấy là tổng là 1,9 triệu. Vâng. Không là em vứt xuống đây là em không thì hôm đấy rồi. Nhưng mà cũng phải xem lịch lại xem không là chủ nhật tuần này lại cũng mất điện như thì đen. Chưa thấy báo được, chưa thấy báo được. Chưa thấy báo được. Không, lần trước là đã đốt mất 1,9 triệu rồi. Mất không? Cái không, cái hôm đấy thì là tiền mình bỏ ra thôi, nhưng mà không phải trích vào tiền cầu đâu, nhưng mà nó lãng phí. Đấy. Tiền đấy là cũng mất mấy mâm cơm rồi. Đúng rồi, 1,9 triệu đấy. Hôm đấy là 1,2 triệu là họ cho thuê cái máy đấy, còn đâu là 700.000 là họ chở từ ngoài thành phố vào. À. Máy nghỉ như lâu quá là sợ lười. Còn thì cho nữa ăn sau. Thế mà hôm cái sắt này lại có bác bình luận là bảo là cái ngang thì là các ông lại xếp ở trên, mình không để ý. Đẹp đấy chứ, cái lan can của mình làm này đẹp đấy chứ nhỉ? Khỏe chứ nhỉ? Quá khỏe nhỉ? Không làm theo thiết kế luôn ấy. À, lan can này quá ấy, mấy hôm nữa mà sơn trắng sơn đỏ vào đẹp lắm. Nó tại nó dài này không lại còn cả hàng trụ bên kia nữa. Anh Quỳnh ơi, cái đầu bên kia có khoét đi không? Cái này này. Cái chỗ đấy còn đang cu cuốc đấy. À, chỗ đấy có chứ. Hả? Van nốt đi. Vẫn van vào đấy thì. Tại vì nó hơi mang bị méo méo mà đúng không? Chỗ kia cũng phải giải phóng nốt cái góc trụ. Chưa có đinh rồi, đinh ở đâu rồi. Giải phóng nào mà cái chỗ đấy bây giờ nó đừng có lõm, vẫn phải cao cao lên tí nữa. Chỗ kia mai kia mình ấy nối từ chỗ cái chỗ hòn đá chỗ cửa nhà ông Thích sang kìa. Từ đấy xuống về là... thì đây nó mới sang bằng. Đấy, nhiều bác là chưa nhìn thấy là đang bảo thì các bác bảo là đang bảo là hơi dốc. Đúng rồi. Đấy. Nên mai kia mình phải nâng cái chỗ kia lên. Vâng. Bây giờ nâng thì ô tô không biết đi lại. Mai kia đã nâng rồi là đổ luôn này, để khi nào ô tô không bị ảnh hưởng nữa thì đi lại nó sẽ dễ hơn. Cái này ghép sắt hết rồi chứ nhỉ? Chị Mai chỉ nhấc sắt vào thôi à? Sắt đến lúc ấy, chỗ này mới lấy sắt lên trên này làm. Sắt thì cắt uốn sẵn rồi. Bây giờ chỉ mang lên trên này lắp rồi. Anh canh này đoạn này Mai là nó cũng giữa này là có một cái đoạn co giãn đây à? Vâng, đây, cái khe. Bên này hôm trước là bây giờ hai nhịp gặp nhau ở đây thôi. Hai nhịp gặp nhau ở đây, đúng vào nhau. Được. Đây là cái khe co giãn. Bây giờ hai đầu 2 đến 3 phân. Vâng. Hai đầu. Thế chính là cả cái cụm bê tông này nó chỉ nằm trên này nó thôi à? Chỉ nằm trên thôi. Không cho nó không có liền nhau. Cô đặt vào nhau. À. Kể cả cái dưới. Vâng. Ừ, bây giờ thì mình cũng đã hiểu. Ngày xưa mình ngu, có nghĩa nó chỉ đặt ngu nhau. Thật, nói thật là em lại cứ nghĩ là ở chỗ này nó phải có thò sắt lên này, xong rồi nó ngoắc vào mấy cái dầm này này. Không, cái đấy. Này nó, cái này nó còn cái độ rung chuyển rồi lại sợ nước về đấy, rồi, sợ là đấy, nước nó về nó mạnh nó trôi cả bay cái này đi nhờ. Trôi được cái này thì chắc là cái này là vật lý lớp 6. Ngày xưa là đi học là học văn hóa nghệ thuật, đàn ca sáo nhị làm sao biết được cái xây dựng. Mày cứ tỏ qua bên đằng đằng nữa cái tí phần tìm cái đống của mình ở đây mày cứ ăn chẳng ăn ăn chát đi à bé. Rồi hai con nhà nào được nam giả vị, có nhà riêng hay như con nhà nào dầm đẹp đấy.
Đây, đây mấy nữa các bác xem nhé, chủ nhật này đổ nối vào nhau nữa, xong là đổ thành cầu lên quá đẹp. Thành cái lan can này nó đều cốt sắt hết, đâm không đổ nổi, bè không gãy. Bác Phong bị hai lần kéo một cái dây cước cái hay được đúng rồi, con tầm mười mấy nghìn là con cái rồi, không có con được đâu, con được nó bán ở ngoài trại giống nó đã 21 nghìn rồi đấy. Riêng đợt này là đóng gỗ, đóng góp gỗ với cả tre là nhiều đấy nhờ, tổng là mỗi nhà đóng bao nhiêu nhờ, bao cây nhỉ? 4 cây, 4 cây, 5 cây rồi. Mỗi nhà là 4-5 cây. 5 cây rồi. 90 mấy hộ nhỉ? 95 hộ. 95 hộ, mỗi nhà đóng 4-5 lần. 400 cây. Ờ, 400. Hơn 400 cây. 95 đã 45. Tham rồi, còn bao nhiêu hộ nhỉ? Đấy, hơn còn 60 hộ. 60 hộ là 150 hộ. Dưới Việt Lâm này bao nhiêu hộ, thôn dưới Việt Lâm này nữa? Dưới Việt Lâm 250. 250, tổng là cái cầu này để phục vụ cho ba bản nó khoảng 400 à? 400 hộ. Đây là còn một thôn của Quảng Ngân khoảng 45 hộ nữa. 45 hộ nữa. Thế khoảng 5 cái cầu này phục vụ cho 500 người dân. À 500 hộ dân. Đấy, để phục vụ đi lại thường xuyên. Còn đâu là ở xã thông nhau thì thằng không nói. Đấy. Đường này ngon là Việt Lâm lên hết đường này đúng không? Ừ. Cầu này làm xong ấy thì sẽ được xếp vào trong một trong những cây cầu là có chi phí rẻ nhất Việt Nam. Đấy. Cao nhất. Đúng không? Tầm trung. Có về chi phí nhưng mà về sức dân thì chắc là cũng là một trong những cây cầu là tương đối. Tổng đến bây giờ đến 1000 ngày công chưa nhỉ? Chưa đến. Bao nhiêu ngày công rồi, khoảng bao ngày công rồi? Đến hôm làm đường xong chắc cũng phải 1000 ngày công. Hoàn thành thì chắc chắn là hơn 400 công. Hơn 400 ngày công rồi. Trên dưới 400 ngày công. 400 ngày công làm sao trôi được cái chỗ này. 400 ngày công mỗi hộ phải hơn chục ngày rồi. Chưa đến hả? Cứ bình quân là 10 đi. 10 ngày đi. Mỗi nhà 10 ngày chưa? Thế là 900 ngày rồi. Đấy, 900 ngày công rồi. Nên các ông ấy bảo 400 ngày công. Lần trước chú tính là cái lúc chưa đổ cái nhịp này nó đã khoảng tầm 600. Em học có hết lớp 3 thì tính ra là phải anh ạ. 1 cộng 1 bằng 6 là tốt đấy. Ông ấy là giỏi đấy. 1 cộng 1 bằng 4. 1 cộng 1 bằng 4. Thật mà. 1 cộng 1 bằng 4. Phải làm như ông ấy mới là lo đó nhỉ. Anh thì bằng 5, còn em thì bằng 4. Phải như ông tính như ông được củ khoai kia cơ. Chín 900 ngày công, nếu mà cả thế thì xong cả đường giao 2000 ngày công. 9, 2, 9, 18 hết 180 triệu. Đường khả năng không lâu bằng tiền mặt đường cầu là 900 ngày công ấy, nhân với cả 200.000 một ngày thì mất 180 triệu. Mất 180 triệu rồi. 180 triệu mới là kêu gọi vận động được dưới mỗi hộ từ kêu gọi yên không. Ông tính cho tôi là 2000 ngày công nhân với hai là bao nhiêu? 2000 ngày thì 2 là 400 triệu đúng không? 400 triệu tiền công với cả 400 triệu tiền cả vận động và đóng góp đúng không anh Quỳnh? Khoảng 800 triệu cây cầu này và đường đó. Quá rẻ đúng không? Quá rẻ. Bây giờ một công ty mà họ vào xây dựng thì qua đấu thầu tiền trên 100 triệu phải đấu thầu rồi, mở đấu thầu rồi là giám sát rồi là nhiều thứ lắm các kiểu luôn.
Ơ này, cái mặt cầu này không thấy cái lỗ ấy đâu rồi. Chưa đụng đi đâu. Hả? Chưa đụng đi, bao giờ tháo xong cốt pha. Tại vì là cái kia nó thoát nước đẩy. À. Đặt đấy là nó tỉ lên cái tấm cốt pha. À. Rồi đến lúc mấy gần cứ để đấy để cho nó tốt cái nền này đúng không? Cứ... Bây giờ còn tưới không? Cái nền này còn tưới không? Không tưới à? Chỉ tưới trong vòng ít nhất là phải được 5 ngày tưới liên tục. Ừ. Bây giờ tưởng càng tưới vẫn tưới càng tốt. Tưới bây giờ được 1 tuần là thoải mái rồi mà. Ừ. Bao giờ cái thời gian này nó nắng quá thì tí luôn có thể mà tí luôn. Cái cây bên này mình này đi. Bên này mình đến. Bên này mép đi. Bên này mép rồi nó căng căng. Đẹp nhỉ. Nhẵn nhụi như ở công ty làm ý. Nó con làm đẹp ý. Khen đi. Trước em làm cầu lùng bể ấy, thì cái trung tâm cầu ấy, một cái nhánh cầu ấy nó cũng chỉ dài bằng này thôi. 7 mét này thôi. Đấy. À, tức là một nó có một nhịp thôi, cái này nó gấp đôi. Cái này thì đã gần gấp đôi cái của tham còn. À. Một nhịp của cái này đã gần gấp đôi tham còn rồi. Tuy nhiên tham còn nó có mấy chục triệu, 50 mấy triệu. Thì các đội trưởng nhận thông báo để báo các hộ mai đi lên xã lấy cái điện nhá. Ok. Dưới là 2 phần dưới rồi. Điện chắc là 19 chắc đang. Ừ, 19 đang. Một số hở rộng thế cơ. Như con nghèo. Cái này à? Ừ. Cái này chắc vài hôm phải úp cho kín chứ. Cái này hôm kéo trên 400 mét. Cái này trên 400 mét thì không làm gì. Cái nhà này. Nó sợ nó rộng. Cái này còn thời gian còn để cái chắn để này cho nó dơ. Khoảng cách đây. Khoảng cách ấy gì? Ừ, để bán lên ấy. Ở đây ấy. Kinh quá nhỉ, nhảy thế sợ không? Sợ đấy, nguy hiểm đấy anh ạ. Đừng nhảy thế. An toàn là bạn, tai nạn là thù ấy. Lấy cái gì để kích cái này lên, kích cả hai đầu lên. Để chống ở đấy để cho nó bằng với cái dây cước á. Kích nhiều thôi nhỉ? 5 phân. Lên giữ ở đấy, tầm khoảng 2-3 phân thôi. Mình phải cắt được, mới đo được cái chống. Đít răng rồi. Thế thì cứ bắt lợn đi nhá. À, 3 triệu bắt lợn được rồi. Không, tức là 3 triệu thì sẽ không phải bắt nguyên con. 3 triệu sẽ bố trí thành cái phao nữa. Vì mình lấy hẳn 3 triệu một con lợn về ăn cũng không hết đâu. Thế à? Phí không? Thì sẽ bố trí lấy lợn một phần này, lấy gà hoặc ngan này, còn thêm thức ăn khác nữa, bổ sung vào đấy, thì sẽ được nhiều món hơn. Còn con lợn thì chỉ được 3-4 món thôi, mà một con lợn để mà chi cho 4 tổ thì cứ rơi vào khoảng tầm 50 mấy người cả người làm rau ăn thì nó phí không hết đâu. Anh mới cả anh chủ động lại thông báo cho các anh ở xã xem có bác nào đến không, mình đổ rồi. Đồng chí Kha phó chủ tịch ủy ban cũng bảo là lúc nào đổ bảo em đi thì em chủ động xuống cùng bà con. Tại vì thứ nhất là cái này nó là vào thứ bảy chủ nhật nên là mình cũng rất là ngại về cái vấn đề là gọi các anh họ cũng công chức nhà nước thì đi làm cả tuần. Các bác cứ nghĩ là họ là ở địa bàn ở đây nhưng không phải đâu. Thật như anh phó chủ tịch này, anh ở tận ngoài thành phố cơ. Đấy, anh nghỉ cái là anh lại ra tận thành phố. Cán bộ ở vùng cao ấy đa phần là người ở nơi khác về hoạt động làm cán bộ lãnh đạo nên là họ cũng có thể là ngày nghỉ họ lại phải về quê của họ. Đấy. Nên là mình phải thông báo trước để cho người ta nắm được, người ta còn đấy bố trí đấy. Chứ không là đến thứ bảy rồi mới điện thì là chiều thứ sáu họ đã nghỉ về quê rồi. Cho đồng chí Kha kia cũng ở Tuyên Quang. Đấy, quê tận Tuyên Quang. Bây giờ phải làm hai cái kích hai đầu thì nó mới cân được. Đi nhỉ? Đi ra cho em ra phát. Ra cả. Vào cái dưới hộp dầm luôn đấy.
đêm. Ơi ơi nhớ nhìn quấy. Ô, hai xoáy à? Hai xoáy đấy. Ôi dồi ôi, bướng đây. Đã biết thế nào đấy. Ô, bướng rồi, bướng rồi. Bướng. Cái thằng càng nghịch máy cua kia, thằng nào cũng có xoáy ở trên trán. Đây à? Xoáy này là xoáy... gọi tam tinh. Kia, thằng kia cũng xoáy à? Ôi dồi ôi. Ừ. Xoáy cái này chán này, bướng lắm. Thế à? Xoáy. Đấy, chủ nhật thì các bác sẽ xem được nha. Thắng ngày mai ngày kia Thắng nghỉ về quê mấy hôm. Xong rồi Thắng sẽ quay lại để xem bà con đổ, tiếp tục chương trình đổ cầu này. Ôi, chào các anh chị em nhá, về đây à, chủ nhật lại gặp lại. Rồi Thắng đi ra. Đấy, chương trình thì các bác nắm được, cầu đang lại đổ tiếp, chuẩn bị cho nhịp 2. Đường này cũng sẽ được tiếp tục xong cái là bà con triển khai đổ đường rất là hoành tráng à, tuyến này. Wow. Hay dạ. Rồi, Thắng kết thúc video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.